Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của Báo Điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã mở phiên xét xử vụ hôn nhân gia đình về tranh chấp ly hôn, nuôi con chung, chia tài sản chung, nợ chung giữa ông Lê Phước Hoài Bảo và vợ. Tại phiên tòa, vợ ông Bảo cho biết đã nhiều lần đề nghị ông Bảo cùng thỏa thuận ly hôn, trong đó có vấn đề phân chia tài sản trị giá 119 tỷ đồng trong đó phần góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển giáo dục MD là 1 tỷ đồng và 8 bất động sản tại thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam trị giá 118 tỷ đồng. Hai bên còn có 7 khoản nợ chung là hơn 25 tỷ đồng. Được biết, trong số 8 bất động sản của ông Bảo và T, ngoài căn nhà đang ở tại quận Cẩm Lệ có trị giá 27 tỷ đồng ra, thì còn hai bất động sản đáng chú ý khác có giá trị lớn là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 21 và 22 tờ bản đồ số 7, diện tích đất 150,2 m2, tọa lạc tại khu dân cư khách sạn căn hộ và thương mại dịch vụ mùng 2 tháng 9, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Mỗi lô đất này được xác định có giá 37,5 tỷ đồng. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 148, diện tích đất 90 m2 tại địa chỉ lô 36, khu B2.2, khu đô thị mới Nam Bắc Mỹ An, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, trị giá 3,6 tỷ đồng. Tại Quảng Nam, bà T và ông Bảo có những bất động sản chung hàng trăm mét vuông có giá trị như sau. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 251, tờ bản đồ số 15, diện tích đất 120 mét vuông, tọa lạc tại địa chỉ khu tái định cư phục vụ dự án đường điện biên phủ, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, trị giá 6 tỷ đồng. Quyền sử dụng đất 288,75 mét vuông có địa chỉ khu tái định cư ven biển Duy Hải, thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, trị giá 3 tỷ đồng. Quyền sử dụng đất có diện tích đất 400 m2, địa chỉ khu tái định cư Hồ Đông Tiễn, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, trị giá 200 triệu đồng. Quyền sử dụng đất có diện tích đất 319 m2, địa chỉ khu đô thị số 3 phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trị giá 3,5 tỷ đồng. Về phần ông Bảo, bà Tê cho biết ông Bảo không đồng ý đưa hai lô đất trị giá cao nhất tại khu dân cư khách sạn căn hộ và thương mại dịch vụ, mùng 2 tháng 9, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Mỗi lô đất này được xác định giá là 37,5 tỷ đồng vào danh sách tài sản chung để phân chia. Ông Bảo cho rằng đây là tài sản riêng của mình. Bên cạnh đó, có hai khoản nợ ông Bảo cũng không đồng ý phân chia vì cho rằng đó là nợ riêng của bà T và vẫn giữ ý kiến đề nghị chia số tài sản còn lại theo tỷ lệ cho bản thân là 80%, bà T nhận 20% sau khi đã thanh toán các khoản nợ và chia bằng tài sản hiện vật có giá trị tương ứng. Các khoản nợ còn lại chia 50-50.